cả nhà hello, welcome back Trung Khoa Cuộc Sống Mỹ. Nhật thực đã tìm thấy ngày thứ bảy nha, ở Bắc Tết Xịt là chỗ em ở đây. Nhìn rất là ngoạn mục, là cái mặt trăng nó che khuất. Người dân ở khu vực Bắc Tết Xịt của tụi em cũng chuẩn bị để xem cái sự kiện này xảy ra vào cuối tuần này đó. Cái tầm nhìn khá là tốt. Nếu mà mình ở hướng nam của Texas á, dạng như ở Austin, San Antonio, thì nhìn cái khu vực này rất là rõ. Đây là quay từ cái ống quay chuyên nghiệp đó, thì mới được cái hiện tượng này mà mình thấy. Trời ban ngày mà mình thấy giống như mà có một cái màn, mình nhìn giống như tưởng tượng mình đeo kính mát vậy đó. Thì cái bầu trời nhìn rất là lạ, ở khu vực của em nhìn rất là rõ. Thì chia sẻ cái clip này với bà con cộng đồng mình xem. Thật sự thì em cũng chưa bao giờ thấy được cái tình trạng mà nó đẹp mà ban ngày kiểu này nó xảy ra. Đây là những hiện tượng của trái đất, mặt trăng, mấy cái đó là vũ trụ rồi, mình không có biết được ngoài vũ trụ. Mà đây là cái hiện tượng mà mình thấy được mắt thường mình, thì quả là một cái sự kiện rất là ngoạn mục mà đáng. Bữa nay là eclipse, cái mặt trời và mặt trăng gặp nhau đây. Thì mình quay trực tiếp mình không thấy, nhưng mà cái bóng của nó hiện ra đó là mình sẽ thấy. Cái này cũng được cả 15 phút rồi đó, 10 phút mới xảy ra, khoảng 10 phút thì cái bóng hiện ra giữa mặt trăng và mặt trời, vẫn còn một cái tuyết mà mình nhìn trực tiếp mặt trời thì mình không thấy được. Mắt thường nhìn trực tiếp mặt trời mình sẽ thấy, còn nếu mà mình làm cái video clip này thì nó ra một cái bóng mình thấy rất là rõ ràng. Bữa nay là ngày 12 tháng 10, 11 giờ 30 40 phút. Mình nhìn ra ngoài trời nắng bình thường có một cái cảm giác rất là lạ, giống như có một cái gì đó che cái mình thấy như mình mang kính mát vậy đó. Cái bầu trời nhìn rất là lạ, thì mắt thường mình mới phân biệt được. Đại khái giống như mình mang kính mát mà ra ngoài ngày bình thường vậy đó. Thì gần hết rồi, mình thấy cái này người ta nó kéo dài bao lâu ra em? Nghĩ là nó che, lát nữa là che khuất luôn cái mặt trời luôn đó, mình cảm thấy trời sẽ tối. Yeah, cái này là rất là thú vị mà mình quay được ban ngày. Mà nhờ cái iPhone mình, cái này phải có cái chân á, mới độ chính xác nó mới tuyệt vời. Tại cái để mình rút xuống đây để mình chịu vô đây. Cái màu xanh đó là cái bây giờ mình cần thấy cái mặt trời bị trốn cái mặt trăng gần hết rồi đó, thì mình thấy còn một phần nhỏ thôi. Thì hiện tại giờ mình nhìn cái mặt trời nó rất là tối. Cái nhìn ra ngoài trời nắng tốt, nhưng mà trời rất là tối. Okay.
trời mà bị che bằng ngày đó, rất là thú vị. Mình không biết cái này điều lành hay điều tốt, nhưng mà những cái khoảnh khắc này mình không thấy mỗi ngày đâu. Nó càng ngày càng lớn, có nghĩa là bị che rồi. Mình thấy cái dần trân nó khuyết càng ngày càng lớn đi, chứ không phải càng ngày càng nhỏ. Có nghĩa là càng ngày càng sáng dần, chứ không phải là tối dần. Thấy cái khuyết của nó gần phân nửa rồi.